chào mọi người. Mọi người ơi, hiện tại tuyết đang rơi. Đây là lần tuyết rơi thứ 5 ở Anh nha mọi người. Lần này mình thấy tuyết rơi rất là nhiều, rơi lớn luôn đó mọi người. Cún của mình nó thích tuyết lắm mọi người, nó thấy tuyết nó ngồi lên đây để nó nhìn nè, đó. Đó, nó nhìn ra ngoài trời đó mọi người. Mình cũng thích tuyết với mọi người ơi. Tuyết rơi rất là nhiều luôn đó mọi người. Wow. Đẹp lắm luôn. No. Mình ra ngoài trước nhà, mình quay lại cho mọi người xem. Đó, thấy rơi nè. Chắc hôm nay là 29 Tết ở Việt Nam rồi. Ở bên này thì đang là tháng 2. Một bầu trời trắng xóa luôn. Lần này tuyết rơi là nhiều quá mọi người ơi. Đây là đợt tuyết rơi rất là lớn nha.
Lạnh quá. Mình đi vào trong nhà thôi mọi người ơi. Để lát nữa tuyết nó rơi mà dày rồi đó. Đợt này mình sẽ làm người tuyết bự hơn lần trước nữa mọi người nha. Mình rất thích làm người tuyết nha. Hy vọng là lần này tuyết rơi rất là lớn để mình làm người tuyết thật là bự nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Nếu mọi người yêu thích kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông bên cạnh để nhận thông báo video mới từ kênh nhé. Tạm biệt mọi người. Bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Mình quay lại cảnh tuyết rơi cho mọi người xem. Hiện tại ở Anh đang là dưới dưới 8 độ C nha mọi người. Là rất là lạnh luôn đó mọi người. Mình đứng đây mình nói chuyện mà mình run cầm cập luôn á. Đó. Khi nào mà tuyết nó rơi nhiều rồi á, mình sẽ mặc đồ tuyết á. Sau đó mình sẽ ra ngoài rồi mình quay video lại cho mọi người xem nha. Một vùng trắng xóa lắm mọi người. Đát của mình thấy tuyết rơi nó thích lắm mọi người. Đó. Định tạm biệt mọi người rồi mà thấy tuyết rơi đẹp quá. Không nỡ đi vào trong nhà. Đáp đi vào trong nhà mọi người. Ở bên đối diện là sân bóng đá đó mọi người. Ôi. Tuyết rơi ngày một dày mọi người ơi. Wow. Đó. Có mấy người đang đi ngoài tuyết đó mọi người. And you've never seen this before. Yeah, never. Unbelievable. Romantic. Oh, very romantic. You know it's Valentine's Day, don't you? Huh? Valentine's Day on Sunday. Valentine's Day. Sunday. Oh, how day? How many days a month? 4 days. 5 days. Oh, 5 days. My car's coming on Friday. So Thursday tomorrow. Yeah. Friday. Yeah. Car's coming. Oh, good. Yeah, I'm looking forward. Anh nói là 4-5 ngày nữa là chiếc xe hơi của anh. Bưng năm bòi bình. Bưng năm bòi bình. Look romantic. Huh? It's cold. Hmm? It's cold. I'm too cold.